Chào Mai Phượng, chào tất cả mọi người nhé. Vâng, một lần nữa Đồng Tân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Cách đây 72 năm, tức vào ngày 3 tháng 8 năm 1949, bác Hồ dạy tình báo là một môn khoa học. Người làm tình báo ắt phải có bốn đức tính: bí mật là một, cẩn thận là hai, khôn khéo là ba, kiên nhẫn là bốn. Đó là bốn điều bác Hồ dạy. Sinh thời ấy, bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng tình báo quốc phòng. Ngoài những lần gặp gỡ trò chuyện thân ái với cán bộ chiến sĩ, bác còn gửi thư thăm hỏi động viên tại hội nghị tình báo quốc phòng lần thứ hai đầu tháng 8 năm 1949. Bác đã gửi thư và ân cần căn dặn những điều tâm đắc đối với ngành tình báo. Theo bác, tình báo là một khoa học, do vậy phải bí mật, tức là tuyệt đối tránh sơ suất, đó là một. Thứ hai, phải cẩn thận, tức là tuyệt đối tránh cầu thả. Thứ ba, khôn khéo, tức là tuyệt đối tránh luộm thuộc. Thứ tư, phải kiên nhẫn, tức là tuyệt đối tránh hấp tấp. Đó là bốn điều bác Hồ dạy. Với bốn điều trên ấy, đó cũng là những nguyên tắc cơ bản của công tác tình báo, cũng là những đức tính cần phải có của một cán bộ chiến sĩ tình báo, chi phối toàn bộ cái quá trình tổ chức và hoạt động của tình báo quốc phòng. Hoạt động tình báo là một hoạt động bí mật, quan hệ trong cái hoạt động tình báo là cự ly đơn tuyến, không giữ được bí mật thì không còn hoạt động tình báo. Có cẩn thận, khôn khéo, kiên nhẫn mới bảo đảm được cái bí mật để hoạt động lâu dài, và ngược lại. Đó là nói về nghề tình báo. Thực tế đã chứng minh nhờ có giữ tốt bí mật mà nhiều cán bộ chiến sĩ tình báo của ta thâm nhập được vào các cơ quan đầu não của địch. Thí dụ như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo và nhiều tình báo viên khác. Thì như cái đầu live Dương Vi đã chia sẻ ở một cái đoạn clip. Và nhờ có khôn khéo, cẩn thận, kiên nhẫn ấy, nên đã tác động chuyển hóa được quần chúng tham gia phục vụ cho cách mạng, kể cả những người đứng trong hàng ngũ của địch, cung cấp những tin tình báo có giá trị, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo lời dạy của bác, cán bộ chiến sĩ tình báo quân đội phải luôn quán triệt, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm bí mật trong mọi công việc, trong mọi tình huống, làm việc phải cẩn thận, tỉ mỉ, cụ thể, chú đáo, không chủ quan, bất cảnh giác, trước mọi công việc phải luôn thận trọng, hiểu thật rõ, phải xem xét mọi mặt, phải giữ lường trước mọi tình huống, đặc biệt là tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, nguyên tắc. Đó là những cái gì mà cái tố chất của một con người làm nghề tình báo phải như vậy. Phải thật khôn khéo, sáng suốt, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy, tinh thông, nâng cao cảnh giác cách mạng, tuyệt đối không để địch mua chuộc, lôi kéo, khống chế. Phải kiên trì, nhấn lại, bền gan, vững chí, tin tưởng vào chính mình, vào đồng đội và tin chiến thắng góp phần giữ vững tô thắm truyền thống 16 chữ vàng: trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng, xứng đáng là tai mắt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đó là nói về nghề tình báo. Vâng, chào chị Khánh Nhã, chào tất cả chị em được đăng trên báo Quân đội Nhân dân cách đây 72 năm rồi. Em chào anh. Chào Dương Vi. Chào anh em trên diễn đàn. Chào anh, có anh Phạm Xuân trên đây. Chào anh Phạm Xuân. Bữa nay em thấy anh Chu Phan. Này, diễn đàn mình nói về tình báo hả? Vâng. Chủ đề đó là tình báo. Trong lịch sử Việt Nam mà mình thường xuyên đọc những cái tiểu thuyết, những cái cuốn sách về sử, thì mình chỉ thích thứ nhất là lịch sử về chiến tranh, lịch sử về các triều đại của Việt Nam, cũng như là của cái nước lân cận nhất của mình, đó là Trung Quốc. Tại vì mình không phủ nhận cái sử của Trung Quốc, nó viết rất là hay,
Và từ trên cơ sở cái sử thì nó có những cái bộ phim làm cho người Việt mình cũng thích. Và nó nâng lên những cái vị tướng lĩnh của Trung Quốc đó, thành những cái anh hùng của dân tộc Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra thì Trung Quốc chẳng có một tướng là tài. Tướng Trung Quốc là không có tài. Cho nên mới xét, khi mà xét trên phương diện tướng tài của thế giới thì Trung Quốc cũng có một tướng nữa. Và Trung Quốc thì nó hơi lấy cái danh hiệu cái ông tướng tài của thế giới là thành các tư hãng, nhưng mà nó thật sự là của Mông Cổ. Thì mình mới nói về lịch sử cũng như là về cái phương diện chiến tranh, đặc biệt trong các cái cuộc chiến tranh vệ quốc, chiến tranh giữ nước, chiến tranh cứu nước của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, trong thời gian cận đại hiện nay, thì trải qua là 9 năm kháng chiến chống Mỹ, đã bỏ 9 năm kháng chiến chống Pháp, trường kỳ kháng chiến chống Pháp, và 21 năm đánh Mỹ. Thì nói về lịch sử nước nhà trong giai đoạn này thì đúng là hào hùng, dù đau thương, dù mất mát, dù có cái sự tàn khốc, nhưng mà rất là hào hùng. Nói như tướng Lê Mã Lương mà từ khi mà chưa chưa có chuyển biến, tự chuyển biến tự chuyển hóa, khi mà Lê Mã Lương ra trận đầu chống giặc thì có nói một câu nói nổi tiếng là tuổi trẻ là cái gì mà trên trận trên tuyến đầu chống giặc á, như là bài thơ mà đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, mình không có nhớ hết. Chứ còn nói về cái trận chiến thầm lặng thì phải nói rằng là Việt Nam mình đúng là tài. Người Việt Nam mình đúng là tài, nhưng mà mình chỉ nói tới khoảng 3/4 nha. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ thì mình chỉ nói khoảng 3/4 thôi, chứ còn mình nói hết cả cả người Việt Nam lúc bấy giờ thì nó không đúng, tại vì cũng có 1/4 là đi theo cái chế độ miền Nam, là những kẻ mà rước voi về giày mã tổ, cõng rắn cắn ở nhà và rước ngòi ban về tàn sát giết hại đồng bào dân tộc. Thì mình nói từ Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải nói thật là anh hùng. Cái anh hùng ở đây không phải là trong trận chiến cầm súng đánh giặc, hay là khi bị giặc bắt, khi bị địch bắt, không không khai báo, mà trong 10 lời thề của người chiến sĩ quân đội cách mạng, quân đội nhân Việt Nam cũng đã nói, khi địch bắt thì cũng không, không phản bội sân khai. Và rất nhiều cái hình ảnh, hình tượng người chiến sĩ khi bị bắt, thà chết, thà hy sinh, bị mổ gan mổ ruột, bị đóng đinh, bị cưa chân như là thiếu tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương, hay là bị dùng những cái quạt sắt nhọn đâm vào vùng kín như nữ anh hùng Nguyễn Thị Lý ở Đà Nẵng, mà giờ Đà Nẵng có cái cầu Nguyễn Thị Lý đó, hay là dụ như ở tại địa phương anh có anh hùng Phạm Thị Mai, nó cũng cưa từ hai chân tới bẹn nhưng mà vẫn kiên trung. Và vẫn được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Thì mình mới nhìn nhận đó là những cái anh hùng trên mặt trận chống quân thù, thì còn lại cái mặt trận thầm lặng, đó là mặt lượng tình báo. Thì cái sự cống hiến của lực lượng tình báo nó có lớn không? Nói thật ra là nó quá lớn. Tại vì á, có thể rằng là trong một trận chiến chúng ta huy động cả một tiểu đoàn, một trung đoàn, một sư đoàn, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những người chiến sĩ để đánh một trận đó. Nhưng mà trên mặt trận thầm lặng, mặt trận tình báo thì chỉ còn một người. Một người duy nhất nhưng mà có thể là thay đổi cả một cái cục diện cuộc chiến. Cả một cục diện cuộc chiến. Mà người đứng đầu trong cái giới tình báo của Việt Nam, những nhà tình báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, đó là nhà báo thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn, được mệnh danh là X6. Mà cái viết về cái nhà
tình báo thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn này thì không phải là người trong nước viết, không phải là Đảng Cộng sản này viết để tăng bốc lên, để ca ngợi cái chiến công thầm lặng của cái vị thiếu tướng anh hùng này. Nhưng mà đây là một nhà báo Mỹ, anh em mình cũng phải xác định là một nhà báo Mỹ mà đã trải qua một cái thời gian rất là dài, hàng chục năm để phỏng vấn, lấy tư liệu nhiều vấn đề thì mới in ra được cuốn sách là Điệp Viên Hoàn Hảo. Và thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn là một nhà tình báo có thể là đứng đầu của các nhà tình báo. Tuy nhiên mỗi người có một cái công việc khác nhau, một cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng sống trong lòng địch để lấy được những cái tin tức tối quan trọng, tối mật của địch để phục vụ cho cái công cuộc giải phóng kháng chiến chống Mỹ và giải phóng dân tộc là một cái việc rất là nguy hiểm. Và trong tất cả các tướng tình báo, các nhà tình báo lỗi lạc của Việt Nam thì chỉ duy nhất một vị mà đó là thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ gần cuối cuộc chiến tranh đó, thì mới bị lộ, bị bắt và bị ở tù. Tuy nhiên vẫn không khai báo. Nhưng mà trong cả một cái tổ đó, không phải một mình Vũ Ngọc Nhạ bị bắt mà một số tướng lĩnh, một số nhà tình báo. Mà trong cái giai đoạn đó, nếu như chúng ta mà có cái cuộc đảo chính ông Thiệu thành công đó, mà Vũ Ngọc Nhạ và một số người mà lên làm được những cái chức vụ lớn, có thể là lúc đó là tổng trưởng quốc phòng hay là thủ tướng hay là tổng thống hay là một số cái chức vụ quan trọng của miền Nam lúc bây giờ, thì cái cơ hội mà để đổ máu thêm, để chết những người hy sinh, những cái chiến sĩ thêm thì có thể giảm bớt, nhưng mà do bị lộ. Nhưng mà đối với Phạm Xuân Ẩn thì từ đầu cho tới ngày cuối cùng, ngày 30/4/75 vẫn không lộ. Và có một số cái tướng tình báo, ví dụ như Đặng Trần Đức và mà cái bộ phim Thiếu Tướng Tình Báo và Hai Người Vợ đó, thì chúng ta coi những cái bộ phim đó đương nhiên nó cũng có một số cái nội dung hư cấu, nhưng mà cái thực tế nó vẫn là chuyển tải cái thông tin xác thực. Và cái người vợ ở miền Bắc chịu đủ điều tai tiếng, vợ con không được một cái chế độ gì hết mà vẫn mang tiếng là có chồng để theo địch, có chồng có cha phản bội quê hương đất nước để theo địch. Thì phải thấy rằng là cái sự gian khổ, cái sự hiểm nghi, cái sự bất mát, cái sự thiệt thòi của những cái vị trong cái mặt trận thầm lặng. Tuy nhiên cái công lao của những vị đó, đáng được phong tặng hàng chục lần danh hiệu anh hùng. Chúng ta không thể gọi rằng là anh hùng dân tộc, nhưng mà đó là những vị anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh. Nếu như không có những cái tin tình báo tuyệt mật của Phạm Xuân Ẩn gửi về căn cứ, gửi về miền Bắc, thì không thể nào có những cái chiến lược, những đối sách để mà phục vụ cho cuộc chiến. Ví dụ như cái cuộc chiến cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 thì mà gọi là cuộc chiến Nam Lào, nếu như những không có những cái thông tin tình báo của Phạm Xuân Ẩn thì cách mạng Việt Nam mà đặc biệt là những căn cứ hậu cần kỹ thuật trên đất bạn Lào là đã bị tiêu diệt hết. Cho nên mới nói như Tổng Bí thư Lê Duẩn là có thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn ngồi đó thì chúng giống như là chúng ta đang ngồi tại tổng hành dinh của chính quyền miền Nam. Là một cái trận cuộc hành quân Lam Sơn 719 mà chúng ta gọi là cuộc chiến Nam Lào đó, thì nó cũng nhờ tay tình một cái tài tình báo nắm được tin tức và chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại trong cái cuộc chiến trong cái cuộc chiến Lam Sơn 719. Cái vấn đề thứ hai nữa là cũng nhờ cái tin tức tình báo của Phạm Xuân Ẩn mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và lực lượng cách mạng nắm được Mỹ không can thiệp vào miền Nam Việt Nam một lần nữa, để chúng ta mạnh dạn tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại vì khi chúng ta
chiến thắng được cái chiến dịch Tây Nguyên, và ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 là kỷ niệm 46 năm chiến thắng chiến dịch Tây Nguyên, và chúng ta tiếp tục chiến thắng chiến dịch Huế Đà Nẵng. Sau đó là chúng ta đánh nắm được cái thực lực của chúng ta có thể giải phóng miền Nam trong mùa khô. Dự kiến chúng ta là giải phóng miền Nam trong mùa khô 75-76, nhưng mà khi cái thời nó đến, thời cơ đến, thì chúng ta để nhà nước, quân ủy trung ương và các lực lượng đã xác định được chúng ta giải phóng được trong năm 75, thì chúng ta tổng tiến công bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thì để nói rằng là chúng ta không nắm được tình hình, cái thực lực cũng như cái nội bộ của miền Nam, thì chúng ta không thể nào đi đến trận chiến cuối cùng vào ngày 34 năm 75. Thì cái công đó là của ai? Công đó là của những vị tình báo đã nằm trong lòng địch, những cái nhà tình báo lỗ lạc như Phạm Xuân Ẩn, hay là những cái nhà tình báo rất là nhiều, mình không thể kể hết, như Vũ Ngọc Ngạ, Đặng Trần Đức, đó là những anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh. Thì mình mới đánh giá được rằng là những cái tin tức tình báo đó nó quan trọng đến mức nào trong một cuộc chiến giữa hai bên. Địch cũng đưa những lực lượng vẫn đưa những lực lượng cài vào lực lượng của ta, thì ta cũng đưa những lực lượng cài vào của địch. Nhưng có một đặc điểm, những nhà yêu nước, những nhà tình báo của Việt Nam, của cách mạng Việt Nam gài vào trong lòng địch lại đa phần là những người Công giáo. Phải nhìn cho rõ. Cho nên hồi nãy chỗ Công Lý nói liên quan tới vấn đề Công giáo, mình không phủ nhận cái việc một số thành phần lợi dụng cái Công giáo để chống phá đất nước, lợi dụng cái tự do tôn giáo để chống phá đất nước. Nhưng mình không phủ nhận rằng những người dân là Công giáo, nhưng họ có tư tưởng yêu nước, họ có tinh thần dân tộc, họ vẫn dấn thân vào cái nơi hiểm nguy nhất, mà đó là những lực lượng tạo được độ tin cậy đối với chính quyền miền Nam. Thì Dương Quê thấy không? Ví dụ như thiếu tướng đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo là con nuôi của linh mục Ngô Đình Thục, cũng là một người Công giáo, mà được Ngô Đình Diệm rất là yêu chiều, rất là cưng cái Phạm Ngọc Thảo. Tại vì nếu mà ta... cái năm 1964 ấy, Phạm Ngọc Thảo mà Thảo chính thành công là Phạm Ngọc Thảo lên làm thủ tướng, lúc đó mình không chiến tranh nó lại không kéo lại và sẽ có nhiều cái thay đổi. Thì mình nói là nếu nó bị thiếu tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý và chính Phạm Ngọc Thảo bị bắt, đại tá Phạm Ngọc Thảo anh lưỡng trang. Thật sự là Phạm Ngọc Thảo bị bắt không phải là thờ bị đó, lúc đó là ông Thiệu đã làm tổng trưởng rồi, làm chủ tịch hội đồng cách mạng, hội đồng quân nhân cách mạng rồi. Lúc đó ông Thiệu, lúc mà Phạm Ngọc Thảo bị bắt và bị tra tấn, bị giết một cách hèn hạ, mà vừa rồi mình có tranh luận với lại thằng A Quy á, cái vấn đề mà chỗ đại tá Phạm Ngọc Thảo. Thì cái vấn đề này bữa đó mình nói, nhưng mà mình không có nói hết ý. Tại sao mà Phạm Ngọc Thảo bị giết một cách hèn hạ, thì A Quy nó lên, không biết đợt đó diễn đàn của Dương Quy hay là của anh Thơ Quang, thì mới nói tới cái vấn đề là gì. Hình như diễn đàn của Dương Quy, Thơ Quang là cái vấn đề ông Phạm Ngọc Thảo bị bọn miền Nam giết một cách hèn hạ, không phải rằng là phải đưa ra tòa án binh xử về cái tội là đảm bảo chính, rồi bắt đầu là có án, rồi có thể kêu án tử hình hay chung thân khổ sai gì đó cái chuyện. Nhưng mà giết bằng cách là hèn hạ là gì? Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Lon, tổng giám đốc tổng nhà cảnh sát, là cho thuộc hạ là gì, bóp hạ bộ của Phạm Ngọc Thảo cho đến chết, một cách giết người hèn hạ thủ tiêu trong nhà giam, và thủ tiêu giết người bằng một cách hèn hạ gì, bóp hạ bộ cho đến chết. Dù rằng lúc đó Phạm Ngọc Thảo đã bị thương, nhưng mà nếu như Phạm Ngọc Thảo không vì tinh thần dân tộc, vì giải phóng đất nước, không dấn thân vào hiểm nghi, thì Phạm Ngọc Thảo đã nghi là
của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đi ra cứ thì không chết, nhưng Phạm Ngọc Thảo muốn tiếp tục ở lại để tiếp tục đảo chính, làm gây rối loạn. Tại vì Phật nói về Phạm Ngọc Thảo thì Dương Quy cũng biết, Phạm Ngọc Thảo là một nhà tình báo đơn tiếng, có nghĩa rằng là không chấp, không nhận sự chỉ đạo trực tiếp của người nào, chỉ từ tổng bí thư, lúc đó là tổng bí thư Lê Duẩn. Từ lúc đó biết là chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng bí thư Lê Duẩn với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ba người. Cái này nói thì tại vì nói cho đúng ra là cái cụm tình báo thì là do ông Mười Hương, ông Mười Hương là Trần Quốc Hương á, là người đứng đầu trong cái lưới tình báo của cách mạng, nhưng mà chỉ đạo cho ông Phạm Ngọc Thảo lại là lúc đó là tổng bí thư Lê Duẩn. Thật sự ra tổng bí thư Lê Duẩn lúc đó còn là bí thư Trung ương Cục miền Nam, chứ không phải là về khi mà tổng bí thư Lê Duẩn mà về miền Bắc thay cho Trường Chinh, cho bác Trường Chinh. Nhưng mà khi mà tổng bí thư Lê Duẩn còn là bí thư xứ ủy Nam Kỳ, sau khi về Bắc mà thế cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào miền Nam á, thì lúc đó Phạm Ngọc Thảo đã được sự chỉ đạo của tổng bí thư, lúc đó là bí thư xứ ủy Nam Kỳ, là sau này là bí thư Trung ương Cục Việt Nam, và sau cùng là đổi thành là chính phủ lâm thời giải phóng miền Nam Việt Nam đó. Thì mình mới nói rằng là lúc đó là Phạm Ngọc Thảo đã được nhận sự chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn ở miền Nam lúc bây giờ. Nhưng mà sau khi đồng chí Lê Duẩn về miền Bắc thì Phạm Ngọc Thảo cũng chỉ nhận duy nhất mệnh lệnh từ đó. Nhưng mà thật sự bác Sáu Dân là cố thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn biết, nhưng mà không có chỉ đạo trực tiếp. Nhưng mà sau khi mà cái cuộc đảo chính, cái cuộc đảo chính cuối cùng trước khi mà Phạm Ngọc Thảo bị bắt, là khi Phạm Ngọc Thảo cùng với là ông đại tá gì đó mà yêu cầu, và sau này tướng Cao Kỳ, tướng Nguyễn Cao Kỳ là tư lệnh không quân, yêu cầu là phải đi, chứ còn không là Nguyễn Cao Kỳ cho không quân ném bom á. Thì phải nói rằng là lúc đó là bác Sáu Dân đã chỉ đạo cho Nguyễn Ngọc Thảo là cứ, nhưng mà đại tá Nguyễn Ngọc Thảo vẫn không chịu, vẫn ở lại và tiếp tục cống hiến cho đến khi đến cái hơi thở cuối cùng. Nhưng mà cái chết của Phạm Ngọc Thảo á, thì Dương Bi phải nghĩ rằng là cái chết anh dũng, nhưng những cái kẻ mà giết chết Phạm Ngọc Thảo là những kẻ hèn hạ. Mà sau cái hình ảnh của chủ tướng Nguyễn Ngọc Lo bắn một chiến sĩ biệt động trong cái Tết Mậu Thân, là từ khi đó là cái dư luận thế giới phản ứng rất nhiều, và cuối cùng là Nguyễn Ngọc Lo sau này qua Mỹ, định cư ở Mỹ, mở quán phở, mà cũng bị những cái người dân bên đó, những người Việt bên đó, dù chống cộng nhưng mà vẫn tẩy chay ông Nguyễn Ngọc Lo này, tại vì cái hình ảnh của ông làm xấu đi, tại vì cái hình ảnh mà ông Nguyễn Ngọc Lo này bắn chết chiến sĩ Biệt Động Thành, Biệt Động Sài Gòn á, trong cái Tết Mậu Thân á, bắn giữ phố á, thì nó làm cho cái tác dụng, cái phản tác dụng và cái báo chí phương Tây nó lên án rất là gay gắt. Cho nên khi ông Nguyễn Ngọc Lo này, ông Sáu Lèo này qua bên Mỹ mở quán cơm quán phở, vẫn bị tẩy chay, vẫn bị dân Việt bên đó, người Việt bên đó tẩy chay, và sau này bản thân ông chết vẫn là một kẻ chết cô độc cô đơn.